Bệnh nhân này là bệnh nhân nam, 57 tuổi, bệnh nhân nhập viện để sinh tống hậu môn nhân tạo. Bệnh sử thì cách đây 13 năm, 13 năm bệnh nhân được mổ cắt đoạn đại tràng ở bệnh viện Chợ Rẫy. Sau mổ thì bác sĩ có báo là bệnh nhân bị ca đại tràng. Thì sau đó 3 tháng bệnh nhân xin vô bệnh viện để đóng lại hai cái đầu hậu môn nhân tạo thì bác sĩ báo là đóng thất bại. Thì bệnh nhân đã để cái hậu môn nhân tạo đó 13 năm. Thì cho đến bây giờ thì bệnh nhân xin nhập viện để đóng lại cái hậu môn nhân tạo đấy. Thì trong 13 năm nay thì bệnh nhân vẫn ăn uống, sinh hoạt, lao động bình thường. Bây giờ hiện tại khám thấy bệnh nhân toàn trạng tốt. Da niêm thì hồng, không có phù, không có vàng mắt. Khám cái bụng thì thấy chúng ta thấy ở cái bụng bệnh nhân thì sẹp, có cái sẹo mổ cũ đường giữa trên dưới rốn. Cái sẹo này lành cũng không được tốt lắm, sẹo lành xấu, bụng di động tốt, cái nhịp thở. Có cái hậu môn nhân tạo kiểu một nòng súng ở cái vùng hạ sườn bên phải. Theo lời kể bệnh nhân thì cái hậu môn này nó hậu môn nhân tạo nó ra phân tốt, dĩ nhiên nó không có theo nhịp điệu đều nhưng mà hoạt động tốt. Hoạt động tốt nghĩa là sao? Nghĩa là nó ra phân, bệnh nhân không có đau bụng, nó ra phân tốt. Cái hậu môn nhân tạo này thì hồng, có cái đặc điểm là nó xa ra ngoài cũng khá nhiều. Cái vùng da ở quanh hậu môn nhân tạo này nó bị viêm. Viêm da, có tình trạng viêm da quanh hậu môn nhân tạo. Đây, viêm da hậu môn nhân tạo 13 năm thế này là chuyện bình thường. Rồi ở bên hố hạ sườn trái của bệnh nhân cũng có một cái chỗ mở thông đưa đại tràng ra bên ngoài đây nha. Đây nè, ở đây thì có thể chúng ta nhìn, chúng ta gọi là hậu môn nhân tạo thì cũng đúng, thật ra nó không đúng. Tại vì ở đây nó không có chức năng ra phân, cũng chưa, nó chỉ là cái đầu dưới người ta đưa ra ngoài thôi nha. Cho nên gọi là hậu môn nhân tạo thì cũng đúng, thật ra không đúng. Còn hậu môn là cái gì phải ra phân, cho nên đúng ra trường hợp này ta gọi là gì, hậu môn nhân tạo kiểu một nòng súng và một lỗ dò niêm. Thay vì cái đầu dưới người ta bích lại, ta thả trong bụng, ta đưa nó ra ngoài. Nếu mà hai cái đầu này ta đưa cùng một cái ra một chỗ thì ta gọi là hậu môn nhân tạo kiểu hai nòng súng, nắm được chưa? Còn nếu cái đầu dưới ta bích lại, ta thả trong bụng thì ta gọi là kiểu một nòng súng. Còn nếu hai cái đầu cùng đưa ra hết nhưng mà lại đưa ra hai vị trí khác nhau thì ta gọi là kiểu hậu môn nhân tạo kiểu một nòng súng và một cái lỗ dò niêm. Tại sao phải đưa cả hai ra? Tại sao không đóng đầu dưới mà lại đưa đầu dưới ra ngoài, làm thế nào để làm chi? Tại sao không đóng đầu dưới? Đóng đầu dưới. Thật ra cái kiểu này mình đóng đã xưa lắm rồi. Tốt nhất người ta khi mà ta mổ lần đầu á, ta cắt đoạn đại tràng đấy. Người ta cố gắng người ta đưa cả hai cái đầu tận của đại tràng, đúng không, đưa ra cùng một chỗ để khi mà chúng ta đóng cái hậu nhân tạo đấy, chúng ta chỉ đi tại chỗ thôi, ta đóng ta thả trong bụng luôn, đúng chưa? Còn nếu hai cái đầu này nó xa quá mà không có dịch chuyển lại gần để đưa ra cùng chỗ đó thì ta sẽ thả luôn cái đầu dưới vào trong khoang bụng nha, chỉ đưa cái đầu trên thôi. Khi mà mổ lại để đóng thì ta sẽ mở bụng đường giữa và ta sẽ tìm cái đầu dưới và ta nối với cái đầu trên, nắm được không? Cái trường hợp này tôi cũng chưa rõ lý do tại sao lại phải đưa cả hai đầu ra ngoài. Cái đầu đoạn dưới này, cái đầu xa này, gọi là cái đầu xa này thì nó không có tác dụng gì hết. Nha. Vậy nếu mà hai cái chắc là cái lý do chính mà phẫu thuật viên lần trước ta muốn đưa cả hai đầu ra ngoài đấy là để cho cuộc mổ lần sau nó tương đối dễ dàng hơn. Nha, bây giờ cái đầu dưới này anh thả vào trong bụng hay là anh đưa ra ngoài thì khi đóng lại cũng bắt buộc phải đi mở bụng vào trong khoang bụng chứ không đi tại chỗ được. Chỉ khi nào hai cái đầu nó chập một chỗ á, kiểu hai nòng xuống thì ta khi ta đóng lại ta mới làm tại chỗ thôi. Thì trường hợp này đưa ra ngoài tôi nghĩ là để cái thuận tiện để tìm cái đầu dưới trong quá trình mổ nối lại. Chúng ta biết là nếu cái đầu dưới mà ta thả trong bụng, thả nó tự do trong bụng đấy thì khi mổ lại tìm nó khó,
cũng chưa, còn đầu dưới người ta đã đưa ra chỗ này rồi thì khi mổ tìm lại rất nhanh và rất dễ. Nên chắc chỉ khác nhau chỗ đấy thôi. Rồi. Rồi góp ý nói đi, rồi nói, theo ý em thì sao? Theo ý em thì mình bơm xanh methylene ở cái đoạn cái ở trên ngoài da cho nó chảy xuống hồng môn. Đúng rồi, có một cách cổ điển, có một cách này cổ điển là theo sinh viên này nói là người ta sẽ dùng cái chất màu. Mình chỉ thị màu người ta sẽ đưa vào một cái đầu của đại tràng và xem nó có ra đầu kia hay không. Thật ra cái này khó lắm, tại vì cái miệng nó mở thế này. Thì anh đưa vào đây thì nó đau xuống dưới mà nó trào ngược đó ra, đúng chưa? Có thể anh thục ở dưới nó trào vào ở trên cũng được, đúng chưa? Nhưng mà chỉ biết là nó thông, nhưng mà đâu có biết là trong lòng nó còn cái sang thương gì không. Nhiều khi có những cái sang thương mà nó chưa gây bế tắc, đúng chưa? Chưa gây bế tắc thì làm sao biết được, cho nên chỉ có cách là chúng ta chụp X quang. Hiện nay là phải nội soi, đúng chưa? X quang đại tràng có cảnh quan, vừa thấy được cái đoạn dưới nó thông, vừa có thể biết được là nó không có sang thương gì trong cái lòng đại tràng hết. Mà X quang thì cái giá trị tìm cái sang thương, khả năng tìm sang thương nó không bằng nội soi. Nội soi là hầu như là 100%, đúng chưa? Cho nên trước tiên là người ta sẽ làm nội soi cái đoạn đại tràng bên dưới. Trước ngoài bệnh nhân này phẫu thuật 13 năm nay rồi, mà cái phần đại tràng bên này là 13 năm nay, hầu như bây giờ nó không có sự lưu thông đi qua, cái chức năng của nó liệu nó có giảm đi không? Không, nó dĩ nhiên nó sẽ teo lại, nó không hoạt động thời gian lâu nó sẽ teo nhỏ lại. Tuy nhiên chức năng nó vẫn bảo đảm bình thường. Đã mổ một trường hợp rồi, bệnh nhân nữ 18 tuổi, không có hậu môn, được đưa cái đoạn đại tràng phía trên đó, cho sigma đấy ra ngoài là hậu nhân tạo 18 năm, rồi sau đó được mổ tái tạo lại cái hậu môn cho bệnh nhân đấy. Thì khi mổ tái tạo xong thành công rồi nó sẽ đóng lại cái hậu môn nhân tạo. Thì khi mổ để đóng thấy cái đoạn đại tràng bên dưới nó nhỏ như là ngón tay út xíu như thế, cứ tưởng là nó không còn chức năng. Hóa ra là một thời gian sau mổ bệnh nhân đã như là bình thường, để đi tiêu ở dưới như bình thường. Như thế thì nó chỉ teo lại, nó chỉ teo lại do nó không hoạt động thời gian dài, nhưng chức năng nó vẫn bảo đảm. Rồi thôi ha. Rồi còn về điều trị đóng hậu nhân tạo như thế nào, những này nói cho chuyên tu 4 y 6 học chứ y 2 thì hơi quá. Để đóng hai cái đầu hậu môn nhân tạo lại thì phải đạt yêu cầu là cái gì? Yêu cầu thứ nhất, yêu cầu tuyệt đối là bắt buộc phải có là cái đoạn dưới nó phải thông tốt, cái đoạn đại tràng bên dưới nó phải thông. Nếu đoạn đại tràng bên dưới còn cái tổn thương gây bế tắc mà chúng ta đóng lại thì nó sẽ bục cái miệng nối, sẽ nó không thông, đúng chưa? Thứ hai nữa là cái nguyên nhân để đưa cái hậu môn nhân tạo này ra đã giải quyết được chưa? Cái trường hợp này đã giải quyết được rồi, tức là cái khối u đã được cắt bỏ rồi, đúng chưa? Cho nên khi mổ lần này chúng ta không có chú ý đến giải quyết vấn đề nguyên nhân nữa, chỉ còn một cái điều kiện là gì? Phải bảo đảm rằng cái đầu dưới nó phải thông. Tại vì đầu dưới mà không thông, khi nói lại thì nó sẽ tắc mà nó sẽ bục cái miệng nói ra, đúng chưa? Như vậy trường hợp này là về mặt lâm sàng đó, thì làm sao để bảo đảm cho đầu dưới nó thông? Đầu trên thì là chúng ta có thể chẩn đoán lâm sàng, ta biết nó thông không? Biết, đúng chưa? Thấy phân nó ra, ta biết là nó thông. Cái đoạn đại tràng bên trên là chắc chắn là thông, để nó thấy ra phân là biết thông rồi, cho nên không cần kiểm tra đầu trên. Nhưng phải kiểm tra đầu dưới, từ đầu dưới không có dấu hiệu nào để chứng tỏ nó thông hết, nó đâu có ra gì đâu, đúng chưa? Cho nên là phải sử dụng cận lâm sàng. Cận lâm sàng thường là người ta sẽ nội soi cái đầu, cái đoạn đại tràng bên dưới. Cách thứ nhì là người ta có thể chụp X quang đại tràng cái đoạn dưới có cảnh quang. Có làm CT được không? CT thì không có tác dụng gì, CT không có tác dụng đánh giá sự thông suốt của lòng đại tràng ở đoạn dưới. Cho nên để đánh giá sự thông suốt của cái đoạn đại tràng bên dưới, cái đầu dưới không có nhân tạo đấy, thì chỉ có hai cách thôi. Một là nội soi, hai là X quang. Hai cách đó. Bệnh nhân này sẽ được nội soi kiểm tra cái đầu dưới. Mình